sau quan hệ cần làm gì để dễ thụ thai? Xin chào các bạn, tôi là dược sĩ Kiều Mai Lan, đồng thời tôi cũng là một người từng trải qua những vấn đề liên quan tới vô sinh hiếm muộn. Tôi đã giúp cho rất nhiều những người phụ nữ vượt qua được tình trạng này và tôi mong rằng video hôm nay nó cũng sẽ giúp ích cho bạn trong hành trình tìm con, giúp cho bạn có thể nhanh chóng mang thai và có được một gia đình hạnh phúc. Trong cuộc sống, việc thụ thai nó có thể trở thành một vấn đề không hề nhỏ và gây nên rất nhiều những cái khó khăn đối với vợ chồng bạn. Nhưng đừng lo lắng, bởi vì bạn không hề cô đơn, rất nhiều những cái cặp vợ chồng ngoài kia cũng đang gặp cái tình trạng như vậy. Trên thực tế thì có một số những cái bí kíp có thể giúp cho bạn thụ thai một cách dễ dàng. Và video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái cách sau khi quan hệ cần phải làm gì để tăng cái cơ hội thụ thai thành công. Hãy cùng tôi khám phá những cái bí quyết vô cùng đơn giản nhưng lại tăng cái cơ hội thụ thai thành công của bạn và giúp cho bạn có thể nhanh chóng chào đón con yêu. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì tôi có một quà tặng dành cho bạn, đó chính là khóa học miễn phí bí mật chữa vô sinh hiếm muộn. Nếu như bạn đang gặp tình trạng về vô sinh hiếm muộn và bạn đã đi điều trị ở rất nhiều nơi rồi mà vẫn chưa có con thì tôi có một quà tặng dành cho bạn, đó chính là khóa học hoàn toàn miễn phí có tên là bí mật chữa vô sinh hiếm muộn. Trong cái khóa học online hoàn toàn miễn phí này, bạn sẽ học được những cái điều vô cùng hữu ích. Nó giúp cho bạn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng vô sinh hiếm muộn, bao gồm tiết lộ cho bạn những dấu hiệu vô sinh ở nam và nữ khiến cho bạn không thể có con, kinh ngạc nguyên nhân thực sự của vô sinh mà ít ai nói cho bạn biết, làm thế nào để điều trị vô sinh hiếm muộn, phương pháp điều trị triệu chứng là gì và phương pháp điều trị tận gốc là phương pháp nào, mở khóa cách để mang thai tự nhiên mà không cần phải dùng tới thuốc hay các biện pháp y tế đắt tiền, và còn rất nhiều những điều tuyệt vời nữa mà tôi sẽ chia sẻ trong khóa học online miễn phí này. Để đăng ký tham dự khóa học này hoàn toàn miễn phí, bạn hãy bấm vào đường link tôi để trong phần mô tả video hoặc phần bình luận nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại với cái nội dung chính của video hôm nay. Đó chính là những bí kíp giúp cho bạn dễ thụ thai và sau quan hệ bạn cần làm gì để dễ thụ thai hơn. Những cái bí kíp giúp bạn dễ dàng thụ thai tôi sẽ chia sẻ với bạn. Nó bao gồm bí quyết thứ nhất là thường xuyên yêu và có cái cuộc yêu đúng thời điểm. Thường xuyên yêu và có cuộc yêu đúng thời điểm là một trong những cách thụ thai vô cùng hiệu quả. Điều này có nghĩa là trong cái khoảng thời gian rụng trứng, nếu như mà cuộc yêu của bạn diễn ra với tần suất đều đặn thì rất dễ thu được trái ngọt. Có nhiều những người phụ nữ thì không xác định được cái khoảng thời gian rụng trứng của mình một cách chính xác. Chính vì vậy, các chuyên gia thì thường khuyên là người phụ nữ nếu như mà đang muốn mong muốn có con thì nên quan hệ với tần suất đều đặn là 3 lần một tuần thì sẽ dễ thụ thai nhất. Tuy nhiên cũng có cái lưu ý nhỏ, đó là người chồng nên xuất tinh ít nhất một lần trong những cái ngày trước khi trứng rụng để tránh hiện tượng là tinh trùng nó tích tụ, nó chết, nó tích tụ trong một thời gian dài trong tinh dịch khiến cho cái việc thụ thai trở nên khó khăn hơn. Với những người mà đã xác định được cái thời điểm rụng trứng rồi thì việc nên kế hoạch yêu và trong cái khoảng thời gian này nó không hề khó. Thời điểm được cho là dễ thụ thai nhất đó chính là 3 ngày từ trước khi trứng rụng đến ngày rụng trứng của bạn. Tinh trùng có thể tồn tại trong cơ thể của người phụ nữ nên tới 3 cho tới 6 ngày, còn trứng thì chỉ có thể sống sót khoảng 1 ngày. Vì thế, có nhiều ngày để thụ tinh, chỉ cần tinh trùng tồn tại được trong cái ống dẫn trứng và chờ đợi được đến cái ngày rụng trứng là cái quá trình thụ thai sẽ dễ dàng diễn ra. Cách thứ hai đó là chọn tư thế quan hệ tình dục và giữ được cái sự thăng hoa khi yêu. Các nghiên cứu cho thấy thì quan hệ tình dục theo tư thế người nam nằm trên người nữ thì cái việc thụ thai nó sẽ diễn ra dễ dàng hơn, bởi nó sẽ khiến cho tinh binh dễ dàng xuất trận và đi sâu vào gần cổ tử cung và nó sẽ nằm lâu hơn trong âm đạo của người phụ nữ. Nhiều cặp vợ chồng vì quá nôn nóng muốn có con mà quên mất rằng cái việc thăng hoa trong cuộc yêu nó cũng là một cách thụ thai nhanh nhất. Đây cũng là cái yếu tố tương đối quan trọng để quá trình mang thai diễn ra, bởi vì một khi mà cả hai bên không có áp lực thì cả hai sẽ đều đạt được cái sự thoải mái, thì nó sẽ có được những cực đỉnh trong quan hệ, khi ấy việc thụ thai mới trở nên dễ dàng. Bí kíp thứ hai đó là chọn tư thế quan hệ tình dục và giữ được cái sự thăng hoa khi yêu. Các nghiên cứu thì cho thấy quan hệ tình dục theo tư thế người nam nằm trên người nữ hay còn gọi là tư thế truyền thống thì cái việc thụ thai nó sẽ diễn ra dễ dàng hơn, bởi nó khiến cho tinh binh dễ dàng xuất trận và nó có thể đi sâu vào bên trong, vào gần cái cổ tử cung và nằm lâu hơn trong âm đạo của người phụ nữ. Nhiều cặp vợ chồng vì quá nôn nóng muốn có con mà họ cũng quên mất đi một điều vô cùng quan trọng, đó chính là cái sự thăng hoa trong cuộc yêu. Đây là một cách thụ thai nhanh nhất.
Và đây cũng là cái yếu tố tương đối quan trọng để cái quá trình mang thai diễn ra. Bởi vì một khi cả hai bên không có áp lực, đều đạt được cái sự thoải mái thì sẽ có được sự cực đỉnh trong quan hệ. Khi ấy, việc thụ thai mới trở nên dễ dàng hơn. Bí kíp thứ ba đó chính là chia tay với căng thẳng stress. Rất nhiều người do cố gắng tìm mọi cách để có thể mang thai mà họ tự gây ra những cái căng thẳng stress cho chính bản thân mình lẫn người bạn đời của mình. Và chính cái việc làm này nó là một trong những cái nguyên nhân khiến cho cái việc mang thai nó trở nên khó khăn hơn. Tôi đã gặp không ít những cái cặp vợ chồng khi mà họ bị quá căng thẳng áp lực về việc có con, nó khiến cho người phụ nữ bị căng thẳng stress và dẫn tới là cái chu kỳ kinh nguyệt nó không diễn ra đều đặn, cái rụng trứng nó không diễn ra thường xuyên và khiến cho họ càng khó có con hơn. Nhưng khi mà họ đã biết được cái điều này, họ chia tay với căng thẳng stress, họ thoải mái tâm lý thì tự dưng người phụ nữ lại mang thai. Vì thế, nếu như mà các bạn muốn mau chóng có con thì hãy sớm chia tay với căng thẳng stress, đừng để mình lo sợ hay là căng thẳng quá mức. Bí kíp thứ tư đó chính là bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng. Một trong những bước vô cùng quan trọng để chuẩn bị cho quá trình mang thai là bạn cần cân đối lại cái chế độ dinh dưỡng của bạn. Việc đảm bảo một chế độ dinh dưỡng ăn uống hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng nó không chỉ giúp cho cơ thể của bạn trở nên khỏe mạnh hơn mà nó còn có tác dụng tuyệt vời đến khả năng thụ tinh và cái khả năng đậu thai của bạn. Trong cái quá trình chuẩn bị mang thai, bạn có thể tập trung vào bổ sung các cái chất cần thiết để tăng cường sức khỏe của trứng và tinh trùng. Dưới đây sẽ là một số những chất dinh dưỡng được khuyến cáo mà bạn nên bổ sung cho cơ thể trước khi mang thai. Đầu tiên đó là axit folic. Axit folic thì nó đóng vai trò quan trọng trong cái sự phát triển của ống, nơi hình thành hệ thống thần kinh của thai nhi. Bạn có thể tìm thấy axit folic trong các loại rau lá xanh, ngũ cốc và các loại thực phẩm bổ sung axit folic khác. Thứ hai đó là DHA và EPA. Hai chất này là dạng axit béo omega 3 quan trọng cho sự phát triển của hệ thần kinh trung ương của thai nhi. Cá hồi, cá mòi và các loại hạt nó có chứa rất nhiều DHA và EPA. Bạn có thể thêm chúng vào cái chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Thứ ba nữa đó là vitamin C và vitamin E. Cả hai cái loại vitamin này thì nó đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tinh trùng khỏi các cái gốc tự do và tăng khả năng di chuyển của chúng. Quả cam, quả kiwi, hạt dẻ và dầu hướng dương nó là các cái nguồn cung cấp vô cùng giàu vitamin C và E mà bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn uống của mình. Thực phẩm tiếp theo đó chính là những thực phẩm chứa nhiều sắt. Sắt là một cái chất cần thiết để cung cấp oxy cho cơ thể và nó hỗ trợ cái quá trình hình thành hồng cầu. Các nguồn giàu sắt mà bạn có thể bổ sung bao gồm thịt đỏ, lòng đỏ trứng, hạt đậu và rau lá xanh. Tiếp theo là kẽm. Kẽm cũng là một cái khoáng chất vô cùng quan trọng cho sự phát triển và hoạt động của tinh trùng. Các loại hải sản như tôm, cua, cá hồi và các loại hạt nó chứa vô cùng nhiều kẽm. Như vậy, nếu như mà bạn đang muốn thụ thai thì bạn hãy chú ý bổ sung axit folic thông qua các loại rau màu xanh lá hoặc ngũ cốc. Thứ hai đó là bổ sung DHA và EPA thông qua các loại cá như cá hồi, cá mòi hay là các loại hạt. Thứ ba đó là bổ sung vitamin C và vitamin E thông qua các loại quả như quả cam, quả kiwi hoặc là hạt dẻ và dầu hướng dương. Bổ sung sắt thông qua thịt đỏ, lòng đỏ trứng, hạt, đậu và rau lá xanh. Bổ sung kẽm thông qua các loại hải sản như tôm, cua, cá hồi và các loại hạt. Bên cạnh việc bổ sung các chất dinh dưỡng ở trên thông qua thực phẩm thì các bạn cũng có thể bổ sung nó thông qua các loại viên uống. Rồi bí kíp thứ 5 mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là từ bỏ những thói quen xấu. Các thói quen xấu chưa bao giờ là tốt cho sức khỏe nói chung và cái khả năng thụ thai nói riêng. Vì thế, nếu như bạn đang muốn sớm có baby, sớm có con thì tốt nhất cả hai vợ chồng nên từ bỏ các cái thói quen sau đây. Thói quen đầu tiên đó là bỏ hút thuốc lá. Hút thuốc lá thì nó sẽ làm cái khả năng sinh sản của bạn bị giảm đi và nó sẽ tăng cái nguy cơ vô sinh ở cả nam và nữ. Ngoài ra thì cái thói quen này nó còn làm giảm cái tỷ lệ di động, số lượng và hình dạng bình thường của tinh trùng. Đặc biệt khi mà mang thai, hút thuốc lá hay là bạn hít phải những cái khói thuốc lá nhiều quá thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ sảy thai và gây nguy hiểm cho thai nhi. Thói quen thứ hai cũng cần phải bỏ, đó chính là bỏ uống rượu bia hay các cái loại trà cà phê có chứa caffeine. Uống rượu bia nó sẽ tạo ra các cái yếu tố nhiệt gây tác dụng xấu tới tinh trùng và trứng, nên nó sẽ khiến cho cái việc thụ thai của bạn trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần. Vì thế, nếu như bạn đang xác định là sẽ muốn mang thai thì tốt nhất hãy từ bỏ cái thói quen này hoặc là ít nhất thì cũng nên cắt giảm nó đi một cách hiệu quả ngay từ khi mà bạn có kế hoạch để có thể mang thai. Có một vài những cái cách khác cũng giúp cho bạn có thể mang thai nhanh hơn. Bên cạnh những cái vấn đề về thể chất,
trong việc thúc đẩy cái việc thụ thai nhanh thì bạn cũng nên để ý đến những cái khía cạnh trong tình cảm quan hệ vợ chồng. Dành thời gian quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau để các bạn có một đời sống tình dục đều đặn và lành mạnh. Nếu như mà bạn đang cảm thấy cái sự hứng thú giữa hai vợ chồng nó đang bị giảm sút đi thì hãy thử áp dụng những cái bí kíp sau đây nhé. Bí kíp đầu tiên là tận hưởng một kỳ nghỉ của riêng hai bạn mà thôi. Nhiều cặp đôi đã thành công trong việc thụ thai nhờ việc lên kế hoạch cho một chuyến đi du lịch để có những cái giây phút thoải mái cùng nhau, không bị căng thẳng, stress và áp lực. Chính những cái giây phút thư giãn này nó sẽ góp phần khiến cho cái tỷ lệ thụ thai nó tăng cao lên đấy. Vì vậy, hai bạn hãy thư giãn tinh thần để tận hưởng cái niềm vui thật trọn vẹn nhé. Thứ hai đó là luôn quan tâm tới đối phương và cả chính bản thân bạn. Những hành động nhỏ nhặt như nấu một bữa ăn ngon, mua cho nhau một món quà hay soạn một cái tin nhắn tình cảm, nó lại có ý nghĩa rất lớn. Nó thể hiện được cái sự quan tâm mà hai bạn dành cho nhau. Nó giúp cho cái cuộc sống hôn nhân của hai bạn trở nên bền vững hơn, gắn kết hơn. Và nó cũng đóng vai trò quan trọng giúp cho cuộc yêu của bạn trở nên thăng hoa hơn và bạn sẽ dễ thụ thai hơn. Bí kíp thứ ba để hâm nóng cái tình cảm và tạo cái sự hứng khởi cho các bạn, đó là giữ bí mật về kế hoạch thụ thai của bạn. Không cần to nhỏ với mọi người xung quanh về cái kế hoạch thụ thai của bạn. Vì đôi khi chính điều này nó sẽ khiến cho hai vợ chồng bạn cảm thấy vô cùng áp lực và làm cho cái sự căng thẳng, stress, áp lực nó tăng cao vì sự kỳ vọng của mọi người xung quanh. Khi mà bị áp lực thì cái khả năng thụ thai thành công nó sẽ bị giảm đi so với việc là tâm lý của bạn thoải mái. Vậy chồng bạn có thể làm gì để giúp cho bạn có thể thụ thai nhanh hơn? Thứ nhất là hãy đảm bảo chồng bạn có một cái chế độ ăn uống lành mạnh. Kẽm là cái dưỡng chất quan trọng giúp bổ sung cái chức năng cho tinh trùng. Hãy bổ sung thêm hải sản, rau xanh, trứng, trái cây và các loại hạt trong chế độ ăn uống của chồng bạn. Thứ hai đó là tránh để cậu bé trong tình trạng quá nóng. Mặc quần lót quá chật, ngâm mình lâu trong nước nóng, nó có thể tác động tới số lượng tinh trùng được sản sinh. Và nếu như hai vợ chồng đang mong muốn có thai nhanh nhất, thì tốt nhất là anh ấy nên cân nhắc về việc là dùng các cái loại quần lót boxer thay cho các cái quần lót thông thường. Thứ ba đó là đảm bảo cái chất lượng của tinh trùng. Cần thời gian để cho tinh trùng được sản sinh lại sau khi mà đã xuất tinh. Chính vì vậy, việc quan hệ hơn một lần một ngày thường sẽ không tăng cái cơ hội thụ thai. Lý do có thể là vì chất lượng tinh trùng nó bị giảm sút. Thay vì quan hệ mỗi ngày thì nếu như hai bạn đang muốn có con thì hai bạn có thể quan hệ cách 2 cho tới 3 ngày một lần để đảm bảo cái tinh trùng nó được khỏe mạnh nhất. Thứ tư, đó là cái yếu tố hứng khởi. Hãy giữ cái sự hứng khởi, yếu tố lãng mạn giữa hai vợ chồng và chia sẻ trách nhiệm cùng nhau. Để tạo lên cái sự hứng khởi thì hai bạn có thể áp dụng những cái cách mà tôi vừa nêu ra ở trên, như là cùng tận hưởng một chuyến du lịch cùng nhau, tặng nhau một món quà bất ngờ hay nấu một bữa ăn ngon, gửi những tin nhắn tình cảm cho nhau chẳng hạn. Việc tạo hứng thú sẽ giúp cho hai bạn duy trì cái việc quan hệ đều đặn và sẽ nâng cao tỷ lệ thụ thai thành công. Có một câu hỏi mà tôi chắc rằng cũng rất là nhiều bạn đang thắc mắc, đó là sau khi mà quan hệ thì nên làm gì để có thể dễ thụ thai hơn? Thì việc đầu tiên mà các bạn nên làm đó là giữ nguyên tư thế sau khi quan hệ. Sau khi mà xuất tinh xong, người chồng nên giữ nguyên tư thế, không nên quá vội vàng kéo cậu nhỏ ra khỏi cô bé. Bởi vì cái hành động này nó có thể dẫn tới việc là tinh dịch bị trào ra ngoài âm đạo và khó có thể đi sâu vào bên trong tử cung. Bên cạnh đó, việc không thay đổi tư thế nó còn giúp cho người vợ tận dụng tối đa được cái lượng chất phóng ra, bởi đàn ông vẫn còn một lượng tinh dịch nó đọng lại ở bao quy đầu sau khi mà đã lên đỉnh. Vì vậy, các cặp vợ chồng hãy tận dụng cái khoảng thời gian này để âu yếm nhau thêm một chút nữa nhé. Bí kíp thứ hai, sau khi quan hệ xong cần làm gì để dễ thụ thai, đó chính là kê gối ở dưới mông. Sau khi quan hệ xong, người phụ nữ nên nằm yên và dùng một cái gối để kê ở dưới mông khoảng từ 15 cho tới 30 phút để cái tinh trùng có thể có cái thời gian nó đi sâu vào bên trong vòi trứng. Các chị em thì không nên đứng ngay dậy mà hãy nằm im để trứng và tinh trùng gia tăng cái cơ hội gặp nhau. Thứ ba đó là vệ sinh bộ phận sinh dục đúng cách. Việc vệ sinh vùng kín sau quan hệ là điều vô cùng cần thiết và cần phải làm để giữ vệ sinh sạch sẽ và ngăn ngừa cái khả năng bị viêm nhiễm. Nhưng điều này không có nghĩa là ngay sau khi quan hệ xong bạn đi rửa ngay, mà hãy để khoảng thời gian từ 10 cho tới 15 phút sau, vì nếu đi rửa ngay sẽ lấy đi cái môi trường hoàn hảo và phù hợp cho trứng thụ tinh. Không nên thụt rửa quá sâu. Việc thụt rửa quá sâu vào âm hộ nó là hoàn toàn sai. Điều này không hề làm sạch vùng kín hơn mà nó còn khiến cho bạn dễ có nguy cơ bị viêm nhiễm hơn.
Các bạn cũng nên hết sức chú ý để chọn cái dung dịch vệ sinh phụ nữ có chiết xuất tự nhiên và không gây kích ứng cho cô bé của bạn. Tóm lại, những cái bí quyết giúp cho bạn có thể nhanh chóng thụ thai thành công nó sẽ bao gồm: thứ nhất đó là thường xuyên yêu và có cái cuộc yêu đúng thời điểm, cụ thể là quan hệ đều đặn từ 2 cho tới 3 lần một tuần, vào 2 cho tới 3 ngày trước cái ngày rụng trứng, khả năng thụ thai thành công của bạn sẽ cao hơn. Thứ hai đó là chọn tư thế quan hệ tình dục và bạn giữ được cái sự thăng hoa trong cuộc yêu. Thứ ba đó là chia tay với căng thẳng stress. Thứ tư đó là bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thứ năm đó là từ bỏ thói quen xấu như sử dụng rượu bia, thuốc lá, caffeine. Và sau khi mà quan hệ xong, để tăng cái cơ hội thụ thai thành công thì bạn lên giữ nguyên tư thế sau khi quan hệ khoảng vài phút, kê gối ở dưới mông khoảng 15 cho tới 30 phút để tinh trùng có cái thời gian đi sâu hơn vào bên trong để gặp trứng. Và thứ ba đó là vệ sinh vùng kín sau quan hệ khoảng 10 cho tới 15 phút để giữ vệ sinh sạch sẽ và ngăn ngừa cái khả năng bị viêm nhiễm. Hãy thực hiện những cái điều mà tôi đã chia sẻ cho bạn trong video hôm nay để cho cái việc thụ thai của bạn nó có thể diễn ra dễ dàng hơn và nhanh chóng chào đón con yêu nhé. Ok, và nếu như mà bạn nào đang gặp tình trạng về vô sinh hiếm muộn và đã đi điều trị ở rất nhiều nơi rồi mà vẫn chưa có con thì tôi có một khóa học miễn phí dành cho bạn có tên là Bí mật chữa vô sinh hiếm muộn. Trong cái khóa học online hoàn toàn miễn phí này, bạn sẽ học được rất nhiều những điều hữu ích. Nó giúp cho bạn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng vô sinh hiếm muộn, bao gồm tiết lộ cho bạn những dấu hiệu vô sinh ở nam và nữ khiến cho bạn không thể có con. Thứ hai, bạn sẽ kinh ngạc nguyên nhân thực sự của vô sinh mà ít ai nói cho bạn biết. Làm thế nào để điều trị vô sinh hiếm muộn? Phương pháp điều trị triệu chứng dành cho bạn là gì? Phương pháp điều trị tận gốc là gì? Mở khóa cách để mang thai tự nhiên mà bạn không cần phải dùng tới thuốc hay các biện pháp y tế đắt tiền. Và còn rất nhiều những điều tuyệt vời nữa mà tôi sẽ chia sẻ trong cái khóa học online hoàn toàn miễn phí này. Để đăng ký tham dự khóa học miễn phí này, bạn hãy bấm vào đường link tôi để trong phần mô tả video hoặc phần bình luận nhé. Video ngày hôm nay thì tôi xin kết thúc tại đây. Nếu như các bạn còn thắc mắc gì, đừng ngần ngại, hãy bình luận xuống bên dưới video hoặc nhắn Zalo cho tôi qua số điện thoại 0981 741 388 để được tôi hỗ trợ thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video hôm nay. Nếu thấy video này hay, hữu ích thì đừng quên bấm vào nút like, chia sẻ cho người thân bạn bè, bấm vào nút đăng ký theo dõi kênh và bấm vào hình quả chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào tiếp theo của tôi chia sẻ về chủ đề vô sinh hiếm muộn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.